Hello mọi người, trên đang ở Woodland, khu vực Woodland và đi vào trong cái ngã tư này mình rất là ấn tượng nha. Cái khu này shopping center này rất là sang trọng và hôm nay mình sẽ đi thăm một cái tiệm nail và của một cái người chị cũng như là một người khách hàng của mình. So để mình coi thử là như thế nào nha. Ok mọi người cùng đi với Jen nha. Bye. Kế bên cái tiệm của chị á là cái quán Starbucks nè, rất là dễ thương. Ok, cái khu vực là next to the Woodland Mall. Bên này là có Sport Clips, GameStop and T-Mobile. Oh wow, this is nice. Academy over there kìa, thấy không? Mọi người thấy không? Big parking lot, bên kia là PNC Bank. So bây giờ mình sẽ đi vào nha. Look at that. It's beautiful. Wow. Cái tiệm này là 2400 square feet mọi người. 20 ghế và 15 cái bàn. It's beautiful. Look at that. Look at the material. She spent a lot of money on this. Khi mà Trinh bước vào mình có cái cảm giác là người chủ này rất là, you know, invest in the business a lot. Look at this. 2400 square feet. Wow. Cái một điểm hay là Trinh thấy là khi mà mình separate, có nghĩa là phân cách ra như vậy á, thì có thấy là mình có sự riêng tư hơn và enjoy hơn là ngồi đông quá cùng một dãy ghế, you know. That's good. Wow. Ở đây chỉ có làm eyelashes nữa, làm lông mi nữa. Wow, this is beautiful. Mình có thể nhìn ra được nè. Privacy, huh? Khu vực phía sau là để giặt đồ và supplies. Ok, so far Trinh thấy là trên giấy tờ thôi nha, chứ chưa nói là tiền mặt nha, thì gần 600 ngàn là 591 ngàn đó thu về đó, mà chỉ công khi đó chỉ có 6 người thợ thôi. Imagine là chỉ có thêm khoảng 4-5 người thợ nữa thì sẽ rất là good. Sâu thoáng luôn á, khách hàng ngồi đây rất là nhìn. Hôm nay là ngày nghỉ nên trên tranh thủ khi mà không có thợ hay là không có khách á, mình tranh thủ mình có thể quay được mọi thứ cho mọi người có thể xem được. Mỗi năm chị thu về ít nhất là khoảng 200 ngàn tiền lợi nhuận sau khi trừ hết mọi chi phí đó mọi người. Mọi người thấy không? Tất cả những mọi cái đều rất là chỉnh chu nè. Rất là chỉnh chu luôn. Material, oh my goodness, decoration này là cost money lắm. Wow. Ok, Chan đang đi vòng vòng ở trong cái tiệm của chị và mình cứ cảm giác là chị đầu tư rất là nhiều tiền và cũng như là you know, coi như một cái đứa con tinh thần của mình ấy. Và nếu không vì cái việc mà mình khó mướn thợ hay là you know, có nhiều cái relationship và management á, thì Trinh nghĩ là chị cũng không bán đâu. Khi mình bước vào mình có cảm giác là you know, giống như cái nhà mà được chăm chút kỹ á. So, tại vì Trinh là cái người làm bên ngân hàng và Trinh chưa bao giờ you know, làm involve nhiều trong cái management của cái tiệm nail cũng như là biết về bột, tay chân nước, everything như vậy á, nên Trinh không có mua. Chứ thực sự nếu mà Trinh là cái người biết á, Trinh sẽ mua. Tại vì bây giờ mọi người cứ làm cái bài toán đi, 200 ngàn, ok,
làm cái bài toán 200 ngàn mà chia cho 12 tháng. Ok, thì mỗi người, mỗi tháng mình đem về khoảng bao nhiêu? 16 ngàn mấy, chưa nói là tiền, chưa nói đến tiền tiền mặt nữa. Ok, là 16 ngàn sau khi trừ mọi chi phí rồi, đem về mỗi tháng như vậy, chưa nói là hai vợ chồng mình làm riêng nữa, hai vợ chồng chủ làm riêng nữa, you know, thợ thôi đó, mà còn đem về chừng đó thì với cái số tiền 15-20 ngàn mỗi tháng mình đem vào á, thì mọi người ơi, dư sức để mình có thể đầu tư thêm real estate nè, mua bất động sản để đầu tư nè. Chứ bây giờ nguồn cash flow ở đâu ra để mà mình có thể, you know, mua thêm apartment, retail center để mình đầu tư. Và khi mà mọi người vừa có business, đầu tư cái dòng tiền nó đi vô mỗi ngày, mở cửa ra là có tiền, ok, thì mình có thể đầu tư bên bất động sản nữa, song song giữa hai cái. Trên luôn luôn nhấn mạnh là gì? Phải đầu tư cả hai cái, là vừa business, vừa cái real estate. Business để làm chi? Để nó tạo nên cái nguồn tiền vào mỗi ngày. Mở cửa ra là có tiền, mở cửa ra là có tiền, you know, mỗi ngày, mỗi cái tuần, mỗi ngày, mỗi tuần nó nhanh hơn là cái real estate. Còn cái real estate khi mà mình có tiền thì cái real estate nó kiểu như là nó giữ cái đồng tiền của mình và nó để đó cho nó bền lâu và nó đi vào trong cái appreciation về lâu về dài, long term. So, là một nhà đầu tư thì trên luôn luôn khích lệ mọi người là gì? Luôn luôn có short term và long term goal, đúng không? Chứ còn bây giờ mình đầu tư hết real estate rồi, cash flow mỗi ngày mình không có. Thì so far đây là một cái tiệm mà trên, khi mà trên bước vào thì I love it. You know, thì trên muốn chia sẻ cái video này để cho mọi người muốn đầu tư về Houston, you know, có sẵn rồi, mọi thứ nó đã sẵn sàng rồi. Chứ bây giờ mà bỏ ra 400-500 ngàn mà build một cái tiệm như thế này, trên nghĩ thứ nhất là take time, cái thời gian rất là lâu để mà có thể xin permit, giấy phép từ thành phố, blueprints rồi vẽ rồi tùm lum tùm lá hết trơn á, you know, xong xuôi hết rồi phải xin cái này xin cái kia, occupancy rồi tùm lum tùm la. Nên Chen là cái người thích nhanh gọn lẹ, you know. So người ta đã build có một cái lượng khách hàng đủ rồi, tất cả mọi thứ nó đã xong rồi, mình vào mình kiếm tiền thôi. Chứ còn bây giờ đi build nữa thì khó quá. Thứ nhất là thời gian, thứ hai nữa thì công sức ha. Mua cái này, mua cái kia, ship cái nọ, you know, rồi build thợ, build tùm lum la, ôi oh no, you know. So this is good. Trên có thể cảm nhận được là mình có thể really make really good money. Còn nếu mà ai mà muốn đầu tư cùng với Chen luôn trong cái tiệm này thì Chen sẵn sàng luôn, you know, bỏ tiền vào để đầu tư và mình tạo nên một cái nguồn cash flow mà mình có thể dùng cái cash flow đó đi đầu tư bất động sản nữa. So phải kết hợp rất là nhiều chiều, đa chiều thì mình mới đi lên được mọi người. Ok, so ngày hôm nay quay cho mọi người coi như vậy. Và nếu mà có question hay là có cái điều gì đó mà mọi người muốn mua hay như thế nào thì bên Chen có thể take care được cho anh chị em. Ok, Chen nghĩ là chị chủ rất là dễ thương và sẵn sàng để ở lại một tuần, hai tuần gì đó, you know, để mình có thể training and everything. So, ok, rồi get some idea nha. Ok, nhìn phía dưới này đẹp quá nè mọi người. Ok, rồi. Ok, Chen mới vừa coi xong đây nè. So, nói chuyện với chị chủ, anh chị chủ quá vậy là dễ thương, là cái người rất là business mindset and làm cho mình rất là yên tâm, you know. And anh chị nói là nếu mà cái người mua mà muốn á, anh chị ở lại hay là anh muốn anh làm mướn anh làm manager đó thì anh chị sẵn sàng. Nhưng mà chị thì không có muốn cam kết nhiều, tại vì là anh thì ok nhưng mà chị không muốn cam kết, bởi vì là chị cần có cái thời gian để mà take vacation, you know, để mà có thể đi đây đi đó chăm con hay là chơi với con. Nói chung là trong cái thời đại này, nếu mà một người mà có khả năng tài chính rồi đó mọi người, thì everything is about family. Mọi thứ mình làm, đặc biệt là người mẹ và người vợ trong gia đình đó, đều là dành thời gian cho con cái của mình. So absolutely understand. So ngày hôm nay là một cái ngày rất là productive, rất là hiệu quả cho Jen, và cũng như được gặp một cái người khách hàng của mình in person, là cái người, you know, gặp mặt đối mặt, nên mình cũng rất là vui. Vì trước đây là Jen rất là bận, cũng không có bao giờ mà làm video giống như vậy để mà gặp khách hàng của mình như thế nào, you know. Tại vì là bây giờ ông xã Jen cũng bắt đầu retire và dành thời gian cho con cái cũng như là phụ Jen trong những cái việc giấy tờ đó, thì Jen lại có sắp xếp được những cái thời gian giống vậy nè.
để mình có thể đi gặp, appreciate khách hàng của mình, cũng như chia sẻ những cái điều mà họ trải qua, và mình có những cái gì đó mà mình có thể, you know, góp phần cũng như là góp ý, gọi là, you know, this and that. So cũng rất là vui. Mình rất là thấy là công việc của mình rất là đam mê, và mình cũng grateful. Okay, so cái tiệm của chị là next bên cái Starbucks, và rất là credit, là một cái không bao giờ là vắng khách. Mà I feel so good about this business, the way, you know, tự nhiên trên đi vô và trên cảm nhận là wow, cái tiệm này nó không chỉ đẹp ở trong nữa. Ở trong thì cái material về cái chất lượng, về xây dựng, tất cả mọi thứ đã được 3 năm rồi, và mỗi tháng đóng tiền rent là khoảng 9,000 mấy, 10,000 rồi, thì trên nghĩ nó not a problem at all. Với cái Woodland Mall là next door, với lại cái trong cái khu vực này là quá thoáng và quá sạch sẽ, quá sang trọng như thế này, thì it's beautiful work. And Jen sẵn sàng để mà invest trong cái tiệm này nếu mà anh chị nào biết làm và có cái một cái mindset giống như mình á, thì Jen sẵn sàng đầu tư trong cái vấn đề này luôn. Okay, so let me know nếu mà anh chị em nào có muốn ý định invest cũng như làm việc, okay, thì cho Jen biết nha. Okay, so bye. So wow, okay, nice. Hôm nay mình sẽ đi vào tiệm của chị để mình thăm thử nha. Wow, it's big. The other side là Woodland Mall mọi người. Có cái con cái water wall avenue rất là dễ thương, có cái dòng sông. So ngày hôm nay mình sẽ đi vòng vòng coi thử. Mọi người thấy không? Cái tiệm nail bên này nè, rồi cái Starbucks bên này, beautiful. And then the other side có T-Mobile, đâu có đơn giản mà đi có thể đi vào trong cái shopping center giống như vậy không mọi người. Beautiful lắm. Starbucks nè. PNC đó. Parking rộng dễ sợ luôn. Bên kia là cây xăng kìa. Exxon. Này là wow, beautiful. Đi ra nè. Bên kia the other side là Woodland Mall đó mọi người.